Rồi xin kính chào cô chú anh chị gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của em Nhi ha có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống mai ghép bên vườn của em Nhi cô chú anh chị ha. Rồi rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn của em Nhi nha. Hôm nay em Nhi lên cho cô chú anh chị mình một số cây mai ghép giống dẻo siêu bông Sài Gòn lá lớn bên vườn của em Nhi nha cô chú anh chị, hàng chuẩn nụ chơi Tết nha. Cây tàn đều đẹp luôn, mức giá siêu đã luôn, mong cả nhà vào xem được ủng hộ ha. Không làm mất thời gian nữa em mời gặp luôn em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi, anh chào em Nhi ơi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể với cô chú anh chị đang xem kênh nè. Không mà trả lời kênh em xin giao lưu cô chú anh chị mình luôn mà giống tiếp tục. Cũng mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ em nha. Cho cái đầu clip hôm nay là mã số 1H làm cây dẻo siêu bông Sài Gòn nha. Rồi, cái này có củ ở dưới nó vàng nha cô chú anh chị, nguyên củ luôn á. Nguyên củ dưới luôn. Quanh được 10. Cao 48. Tán ngang được 46. Về luôn cô chú anh chị. Cái này em xin giao lưu với cả nhà mình giá 980 thôi nha. Rồi, 180.000, quá rẻ luôn cô chú anh chị. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 2H nha cô chú anh chị. Rồi. Một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha. Nút nụ đồ nói chung là cũng khá luôn cô chú anh chị. Có củ đế dưới đàng hoàng nha, để nở. Hoành được 10. Rất là nhiều ha. Nguyên củ nở. Cao được 54. Vì mình khai thác mình nâng cái đế này lên 50. Nha. Là nguyên cái củ dữ lắm cái củ nha. Cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá cũng chỉ 180 thôi nha. Rồi. Đỡ cây luôn em ha. Rồi tiếp theo cây mã số 3H nha cô chú anh chị. Rồi. Một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha. Dạ. Củ đế đẹp. Nút nụ đồ có luôn ha. 10. Khoảng 10 ha. Cao 48, tán ngang được 48. Cái này để cô chú anh chị 180.000. Rồi, 180.000 luôn ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 4H nha cô chú anh chị, một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha. Rồi. Cái này có củ đế luôn cô chú anh chị ha. Củ đế đây khá là dễ thương nha. Hoành được 9. Rồi. Cao 51. Nụ nè. Tán ngang được 49. Cái này em giao lưu với cả nhà mình, cái này cũng 180 nha. Rồi, mình đổi cây luôn em nha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 5H. Rồi. Một cây siêu bông Sài Gòn nữa ha cả nhà. Rồi, siêu bông Sài Gòn ha. Nút nụ đồ nói chung là ngon lành nha cô chú anh chị mình. Nụ rất là nhiều ha. Hoành được 7. Rồi. Nụ là bao luôn á, nụ sáng. Rồi. To ha. Cao được 50. Tán ngang mình được 52. Cái này em giao lưu với cả nhà mình giá cũng giá này 200.000 nha. Rồi, mình đổi cây luôn em ha. Rồi tiếp theo cây mã số 7H. Ủa 6H. Rồi, 6H. Một cây siêu bông Sài Gòn cả nhà. Hôm nay em lên lô 10 kìa, 12 cây siêu bông Sài Gòn không em ha. Dạ. Nút nụ quá trời luôn cô chú anh chị. Nụ siêu nhiều luôn nha. Hoành là mình được 9. Rồi. Cao 44, tới ngang 52. Cái này em giao lưu với cả nhà mình giá là 230.000. Rồi, 230 ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 7H nha cô chú anh chị. Rồi. Cái dẻo siêu bông Sài Gòn nha. Cái này củ đẹp ha. Nguyên củ luôn nè cô chú anh chị. Củ đế thú nha, mình chơi bonsai quá đã rồi. Hoành mình được 10. Rồi. Cao mình được 47. Tới ngang mình được 47. Cái này em để cô chú anh chị mình giá chỉ 250.000 thôi nha. Rồi, 250 em ha. Dạ. Rồi, đợi cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 8H. Một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha cả nhà. Rồi, siêu bông Sài Gòn. Hoành mình được 9. Rồi. Cao 42. Tới ngang 45. Rồi, nói chung là nút nụ đục nó khá khá. Cái này em giao lưu với cả nhà mình giá cái này là 200.000. Rồi, mình đợi cây luôn em nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 9H. Một cây dẻo siêu bông nữa nha cả nhà. Rồi. Nói chung mấy cây này tàn khá ha, nụ mỏi mắt lá luôn nha cô chú anh chị. Được 8. À. Cao 47. Nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Tán ngang 51. Cái này em để cô chú anh chị mình giá cũng 200.000 thôi. Có. Rồi. Củ dưới nha, củ nở. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số 10H nha cô chú anh chị. Rồi. Cũng là cây dẻo siêu bông Sài Gòn nha, cây này củ đế quá trời luôn, tàn cái tròn. Cũng khiếp cái tàn ha, cái củ nè. Trời ơi như con heo mỏi nằm luôn. Qua tại cái củ. Hoành được 12. Nút nụ bao nhiêu luôn cô chú anh chị. Siêu bông Sài Gòn đã lớn. Cao 50. Tán ngang được 57. Rồi. Cái này em giao lưu cô chú anh chị giá 270 thôi. Rồi, mình đợi cây luôn em ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 11H. 11H cũng là cây dẻo siêu bông Sài Gòn nha cả nhà. Rồi, cây này không hơi cao hơn tí ha. Ừ. Củ đế có luôn nha. Hoành được 9. Rồi, nút nụ. Cao sau 6. Tán ngang 55. Cái này cô chú anh chị giá 220 thôi nha. Rồi, 220.000 ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 12H. 12H cũng là cây dẻo siêu bông nha cô chú anh chị. Rồi,
Cái này có cái củ luôn cô chú anh chị ha. Củ nở rất là đẹp nha. Quanh được 9. Rồi, nút nụ cao 49, tới ngang được 51. Cái này em để cô chú anh chị mình giá 250 và cũng là cây cuối clip các em nha cô chú anh chị. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua nha. Mấy cây này thì cây giá cũng khá là mềm nha. Em nuôi cũng mấy năm trời mới được về nha cô chú anh chị. Cũng mong cô chú anh chị xem được cây nóng hỏi em ạ. Em xin chào và gặp lại nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ạ.